Trân trọng kính chào khán giả của VTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô Nguyễn Khanh. Hôm nay là ngày thứ ba, 23 tây tháng 8 năm 2012. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của người Việt TV và gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Washington có gì lạ? Câu trả lời là Washington sẽ có hai chuyện lạ. Hai chuyện lạ này đều là hai chuyện lạ được Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joseph Biden loan báo vào ngày mai. Trước hết là sẽ tặng thêm cho Ukraine 3 tỷ đô la tiền viện trợ. Và điểm thứ nhì là ông sẽ giảm nợ cho những sinh viên hiện tại đang mắc nợ, đang vay nợ tiền để đi học. Tôi được nghe nói là mỗi một người sẽ được giảm bớt tiền nợ khoảng 10.000 đô la. Nhưng mà chưa rõ là cái chuyện này nó sẽ như thế nào. Chúng ta phải chờ đợi cho đến ngày mai thì mới biết rõ ràng hơn. Đó là cái câu chuyện ở thủ đô Washington. Và bây giờ xin phép được quay trở lại California với anh bạn Đỗ Dũng của chúng tôi. Vâng, cảm ơn anh Khanh rất nhiều. Câu chuyện là ngày hôm nay nó có nhiều chuyện nổ lớn liên quan đến chuyện mà ông Trump bị khám nhà. Chúng ta biết là thứ năm này, ngày mốt, Bộ Tư pháp phải đưa cái affidavit mà đã gạch cho ông chánh án Bruce Reinhardt, và ông sẽ quyết định là cho gạch bao nhiêu bao nhiêu. Nhưng mà ngày hôm qua thì ông lại gửi một cái thư cho Bộ Tư pháp. Ông bảo tôi đã coi hết những affidavit này rồi, phải gạch nhiều lắm. Bởi vì nếu không gạch nó sẽ lộ ra những cái gọi là bí mật này kia, và có thể có những người bị ảnh hưởng cuộc điều tra. Thành ra có khi cái mà tôi đưa cho quý vị, mà tôi gạch ra mà đưa cho quý vị, chắc coi nó chẳng có ý nghĩa gì. tức là nó chỉ có cái ví dụ như Bonsa Avenue thì ông sẽ xóa chữ Bonsa, còn chữ Avenue. Ví dụ như Nguyễn Văn Khanh thì ông sẽ xóa chữ Khanh đi, chỉ cho Nguyễn Văn thôi. Đỗ Dũng cũng xóa chữ Dũng đi, chỉ biết Đỗ, không biết là Đỗ nào. Đó, đại khái như thế. Thì vài tiếng đồng hồ sau, bên cái gọi là nhóm pháp lý luật sư của ông Trump là một cú bất ngờ. Là ông nộp đơn lên tòa, một tòa khác. Cái bà chánh án này là bà Aileen Conan. Bà này được ông bổ nhiệm trước đây. Và yêu cầu bổ nhiệm một thanh tra độc lập để mà trông coi những cái hồ sơ mà ông bị tố cáo là ăn cắp để Mar-a-Lago mà ngày 8 tháng 8 FBI lấy được. Trong đó ông nói những lý do sau đây. Thứ nhất là tôi không tin được anh FBI. Đây là một âm mưu chính trị, hiểu không? Triệt hạ tôi vì tôi đang là ứng cử viên hàng đầu cho năm 2024. Đó. Thành họ biết là tôi sẽ thắng cử nên họ chơi tôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong đó có những cái hồ sơ nó gọi là attorney client privilege, có nghĩa là liên hệ giữa luật sư và thân chủ, thì anh không được coi. Anh phải để cho người độc lập coi, bởi vì anh điều tra mà anh coi phải lộ hàng tôi hết. À. Thưa anh, bây giờ không biết bà chánh án bà có bổ nhiệm một người như vậy hay không. Trước đây thì trong trường hợp ông Michael Cohen, luật sư cũ của ông Trump, anh nhớ không, cũng bị khám nhà. Dạ vâng. Thì người ta cũng bổ nhiệm một người với, nhưng mà cái đó thì rõ ràng bởi vì ông Cohen là luật sư của ông Donald Trump. Dạ, thì vâng, nó có cái liên hệ đó. Còn đây thì nó không có luật sư, mà có thể là có hồ sơ luật sư khác trong đó mình không biết, trong 26 cái thùng mà họ tịch thu. Thì có người họ cho rằng là ông Trump này ông hay lắm, ông là tung hỏa mù, tức là ông dùng những cái phương pháp, những cái hệ thống pháp lý để tôi chơi được gì là tôi chơi, luật không cấm tôi là tôi cứ chơi láng để tôi trì hoãn cái chuyện mà điều tra tôi như thế này. Tức là anh FBI không được đụng vô, và nếu mà anh đụng vô thì nó phải đợi lâu lắm, phải đợi cái anh thanh tra đó, anh cho phép đụng cái gì mới được đụng. Đó. Thì cái lập luận đó, cái dư luận bảo là ông tung hỏa mù để mà trì hoãn như vậy, thì anh nghĩ có đúng không hay là như thế nào, xin ý kiến của anh. Câu trả lời của tôi là cái điều đó hoàn toàn đúng. Nên nhớ rằng là ông Donald Trump, ông là người rất là khôn khéo. Từ ngay trước khi ông vào tòa Bạch Ốc, ông là có lẽ là một trong những doanh nhân của nước Mỹ mà phải đối phó với lại tòa nhiều nhất. Nếu mà ông không đứng nhất thì có lẽ ông cũng phải đứng nhì, chứ không thể nào thấp hơn. Đó là điểm đầu tiên. Và dựa theo những cái điểm đó, người ta nhìn thấy rõ ràng là hiện tại bây giờ ông biết là ông cần phải làm gì. Cái việc đầu tiên mà muốn làm, tức là gây khó khăn cho cái cuộc điều tra. Ông Trump và mọi người đều hiểu rằng là ông hiện tại đang bị điều tra. Làm thế nào để mà ngăn cản cái cuộc điều tra
thì đó là cái điều mà ông cần phải thực hiện. Và rõ ràng là ông sẽ làm cái điều đó. Tôi nhìn thấy rõ ngay từ những ngày đầu tiên khi mà tôi nói chuyện với anh Đỗ Dũng. Tôi đã bảo chắc chắn là ông sẽ tìm cách ngăn cản. Ông lấy cớ này, lấy cớ khác, vân vân và vân vân. Tất cả những cái cớ mà ông đưa ra cho anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, hầu như mọi người cũng đều đã dự đoán. Cái thức việc đầu tiên là ông sẽ nói rằng là tôi là một ứng cử viên sáng giá và có lẽ là không ai qua hơn, không ai hơn nổi tôi. Thành ra đây là cái âm mưu chính trị để cho tôi không trở lại tòa Bạch Ốc. Điều này là ông nói không phải là bây giờ ông nói để làm hài. Trước đây là ông nói để làm hài lòng những người ủng hộ ông. Bây giờ thì ông công khai ông nói và ông coi như là ông là một nạn nhân của một âm mưu nhằm triệt để ông, nhằm triệt hạ ông để cho ông không quay lại, có cơ hội quay lại tòa Bạch Ốc. Rốt cuộc sau thì thưa anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, đừng quên rằng là ông Trump hiện tại đang bị điều tra và bằng đủ mọi cách ông muốn cho người dân Hoa Kỳ và cho những người ủng hộ ông biết ông là một nạn nhân của một âm mưu chính trị. Đó là cái điều rõ ràng là ông Ben Đỗ Dũng. Anh Khanh nói cái đó rất là đúng. Nó có hai chuyện ở đây. Thứ nhất là ngày hôm qua thì anh biết đó là cái thực ra là ngày 16. NBC họ có làm thăm dò từ 12 đến 16 tháng 8. Tức là sau ngày ông Trump bị khám nhà. Và họ phát hiện ra là cử tri Cộng Hòa bây giờ ủng hộ ông nhiều hơn ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Cái đó là cái có lẽ vì như vậy ông biết cái đó mà ông mới điền cái đơn ngày hôm qua bảo ê tôi là đang ứng cử viên hàng đầu nha, mấy anh chơi tôi này kia các thứ đó. Và nhưng mà cái điểm thứ hai anh Khanh nói cũng rất đúng là từ ngay ngày đầu ngày 8 tháng 8 khi mà ông bị khám nhà là ông đã cho mọi người thấy tôi là một nạn nhân của một âm mưu chính trị, chúng nó chơi tôi. Nhưng mà thưa anh Khanh, một mặt khác ông lại lộ rõ cho thấy là nó mâu thuẫn. Bởi vì nếu nạn nhân chính trị tại sao được quyền ông kiện cáo? Ở đất nước này, anh Khanh cũng nói là ông Trump là vua kiện. Và ở đất nước này, tất cả chúng ta được quyền kiện với những gì chúng ta không hài lòng, ngay cả phán quyết của tòa, chúng ta không hài lòng, chúng ta quyền kháng án. Như vậy có là mâu thuẫn, như vậy là ông Trump đâu phải nạn nhân đâu, anh nghĩ sao về chuyện đó? Câu trả lời là nếu mà chúng ta nhìn cái thực tế của vấn đề thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng ông Trump không phải là nạn nhân. Anh Đỗ Dũng phải để ý thấy rằng là như thế này. Khi mà khám xét FBI họ đã tịch thu cái passport của ông Trump. Không phải là một, hai mà có ba cái passport. Trong đó có một cái passport cũ là bởi vì sao? Khi mà ông Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ thì đương nhiên nước Mỹ sẽ làm một cái passport ngoại giao cho Tổng thống. Cái điều đó là cái chuyện đương nhiên ai cũng làm. Ông Trump hết làm Tổng thống thì cái passport đó trở thành vô hiệu lực. Và anh Đỗ Dũng cũng phải để ý thấy như thế này. Tại sao là phải tịch thu passport? Lý do đó là dễ hiểu. Là khi mà anh đang bị điều tra hình sự thì người ta e ngại rằng là có thể anh sẽ trốn đi qua một nước khác. Và FBI lấy cái passport đó là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà ông Trump muốn làm cái chuyện đó nổi bật lên để chứng tỏ cho biết rằng là ông đang là nạn nhân của một cái âm mưu chính trị. Một cái điểm thứ nhì nữa, thanh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi đã từng làm việc với lại chính phủ Liên bang Hoa Kỳ và thưa với anh là tôi chỉ đóng một cái vai trò một con ốc nhỏ trong cái hệ thể chế chính quyền của nước Mỹ, một con ốc rất là bé. Nhưng mà tôi biết là những cái hồ sơ khi mà họ đóng dấu là hồ sơ mật, hồ sơ tối mật, và đến khi nào mà họ quyết định là họ giải mã những hồ sơ đó, họ lại đóng một cái dấu tức là hồ sơ này đã được giải mã. Những hồ sơ mà FBI lấy được, những thùng hồ sơ mà FBI lấy được từ nhà riêng của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, không có một cái nào đóng dấu là đã được giải mã cả, ngoài trừ cái điều mà ông Trump và những luật sư mà những cố vấn pháp lý của ông nói với báo chí, họ bảo rằng là chúng tôi đã giải mã rồi. Thưa với anh, giải mã ở chỗ nào? Đó là cái điểm mà tôi thắc mắc. Nói tóm lại thì ông Trump biết một cái điều là bây giờ làm thế nào để cho ông đừng phải gặp gỡ với lại FBI, để cho những người thân cận với ông đừng gặp gỡ với ông FBI. Tại sao lại như vậy? Anh Đỗ Dũng phải nên nhớ, anh có thể nói dối nhà báo, anh có thể nói dối người dân, nhưng mà anh đừng có mơ tưởng cái chuyện anh nói dối FBI. Nói dối FBI là trọng tội, thưa với anh Đỗ Dũng. Thưa anh, FBI là đồ bỏ, tôi nói dối được luôn, tôi nói dối được với tất cả mọi người. Không, cái này tôi thật. Tôi nói dối được tất cả mọi người trên vũ trụ này ngoại trừ tôi.
Nói vậy nó mới đúng. Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời tôi cái câu là tôi hỏi như vậy, ông Trump có phải là nạn nhân như ông nói không? Bởi vì ông được quyền thưa nè, ông được quyền đi qua tất cả các cái phương thức về tư pháp và luật pháp, không ai cả đúng hết. Vậy ông có phải nạn nhân không? Anh vẫn chưa trả lời tôi câu đó. Câu trả lời của tôi là tôi đã thưa với anh Đỗ Dũng. Không, anh chỉ trả lời là ông có phải nạn nhân hay không, yes or no thôi, chỉ cần biết thôi. Ông Trump không phải là nạn nhân. Rồi, hiện đó. Bây giờ cuộc điều tra đang tiến, và đáng lý ra là trong cái vai trò của một người lãnh đạo thì ông cứ để yên cho cuộc điều tra đang tiến hành. Bây giờ là ông càng can dự vào, ông càng tìm cách gây khó khăn cho cuộc điều tra bao nhiêu thì khiến cho người ta càng nghi ngờ ông bấy nhiêu. Tôi thấy cái đó là cái điểm không hay. Nếu tôi là ông Donald Trump thì tôi nói các anh cần gì các anh cứ việc điều tra, không có điều gì trở ngại cả, tôi vô tội. Và nên nhớ rằng là không có ai nói rằng ông Trump có lỗi, không có ai nói rằng ông Trump có tội, bởi vì theo hiến pháp và luật pháp của Hoa Kỳ, ông không bị kết án cho đến khi mà ông phải ra tòa. Thành ra thưa với anh Đỗ Dũng, ông càng ngăn cản bao nhiêu người ta lại càng nghi ngờ ông bấy nhiêu, và ông vẫn phải tiếp tục làm cái điều ông đang làm, tức là tiếp tục nói với lại cử tri ủng hộ ông rằng là quý vị ơi, thấy chưa, tôi là người làm việc cho đất nước, tôi làm việc cho người dân, tôi làm việc cho quý vị, và bây giờ tôi trở thành nạn nhân của cái âm mưu chính trị tìm cách phá hoại tôi. Đó là cái điểm rõ ràng mà ông Trump muốn cho người ta thấy, thưa anh Đỗ Dũng. Tức là ông tiếp tục nói dối, tức là ông không phải nạn nhân, nhưng ông làm cho người ta cảm giác giống như ông là nạn nhân. Bởi vì trong trường hợp tôi thấy ông không phải nạn nhân, vì ông vẫn có quyền kiện này, có quyền kháng án này, có quyền làm bất kỳ thứ gì mà luật pháp cho phép. Nó có một cái chuyện nữa mà tôi cũng thắc mắc là anh nhớ ngày 8 tháng 8 khi mà ông bị khám nhà, ông có viết trên trang social, ông bảo đây là một cái hành động có thể bị truy tố, đây là một cái hành động gọi là âm mưu chính trị, hiểu không, phá hoại tôi, và đây chưa bao giờ xảy ra chuyện này đối với một cựu tổng thống, điều này chỉ có thể xảy ra ở thế giới thứ ba. Anh có đồng ý với tôi là ông nói là giống như nước Mỹ mà bây giờ là nó giống như là hạ cấp, bởi vì không khi nào mà một cựu tổng thống bị xét nhà như vậy. Anh đồng ý với tôi ông nói như vậy không? Tức là khi ông nói third world country, đúng không? Anh đồng ý không? Dạ vâng. Dạ. Câu trả lời là ông vâng. Nói như vậy nhưng mà cái điều đó không đúng thưa anh. Không, thì bây giờ mình nói đúng là... không đúng mình khoan nói, vâng. Nhưng mà tôi đang hỏi anh cái này nè. Không. Ông nói rằng là third world country. Đúng không? Tức là đồ bỏ rồi. Nhưng mà ngày hôm qua ông lại nộp đơn cho một cái tòa án của Liên bang Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ để xử giùm ông. Lại Mô Văn Tuấn nữa. Anh đã coi thường cái đất nước này rồi, tại sao anh lại dựa vào hệ thống pháp luật đây? Anh trả lời dùng cái đó, anh thấy sao? Tôi thấy rõ ràng là ông càng làm, ông đang tìm cách làm cho câu chuyện nó rối lên hơn nữa. Thành ra là cái điểm đó là cái điểm tôi nghĩ là cuối cùng thì cái bất lợi sẽ nghiêng về phía của ông. Đáng ra là ông Donald Trump nên để yên cho cuộc điều tra, và đến khi kết quả cuộc điều tra kết thúc, lúc đó ông hãng cho biết rằng là ông như thế nào, ông có lỗi hay là ông không có lỗi. Bây giờ ông chưa gì ông đã vội vã, và những đưa ra làm hết điều này đến điều khác, những cái điều đó chỉ tạo thêm cái sự nghi ngờ với ông mà thôi. Thú thật với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi hiểu đó là cái strategy mà ông Trump muốn làm, nhưng mà tôi phải thú thật đòn đó không phải là cái đòn hay cho cái trận chiến mà ông đang phải đối phó. Ông Trump nói rằng là cựu tổng thống, ông nên nhớ rằng là ông là cựu tổng thống, và khi ông rời khỏi tòa Bạch Ốc, ông chỉ là một người dân bình thường. Ông có mang cái danh nghĩa là một vị cựu tổng thống, nhưng mà ông không có phải có được cái quyền lợi gì hơn mà người dân bình thường về mặt pháp lý cả. Đó là cái điều mà ông Trump cần phải nhớ từ bên đối thủ. Một lần nữa tôi phải chia buồn với anh không phải là fan cứng bằng tôi. Để tôi kể cho anh nghe nè, chiến thuật của ông Trump nè, ông rất hay cái chỗ này nè. Luật pháp không cấm tôi làm chuyện gì là tôi có quyền làm, có đúng không? Tôi có quyền kiện và kiện kháng án tối đa cho đến khi nào mà hết thì thôi, đúng không? Đúng không? Đúng vậy. Trong chuyện này anh bảo rằng là ông không làm là anh không hiểu ông rồi. Khi mà ông cứ thảy cái đơn ra như thế, hôm nọ ông còn hăm là tôi sẽ thưa FBI vì cái tu chính án số 4 này, có nhớ không? Dạ vâng. Nhớ không? Mỗi lần mà ông làm một động tác như vậy á,
người ta lại đổ tiền vô cho ông. Anh thấy chưa? Anh không hiểu ông Trump bằng tôi, đúng không? Khi ông nói là tôi bị ăn hiếp thì bị xét nhà, anh biết 2 ngày ông kiếm 1 triệu đô la. Chưa từng thấy. Sau khi mà ông rời tòa ốc, đúng không? Bởi vì những người ủng hộ ông thấy là thôi chết, ông Trump sắp vô tù rồi. Ví dụ thôi không đưa nữa. Nhưng mà thấy à, ông vẫn còn sống. Sống thì mình lại đổ tiền thêm cho ông để ông sống. Anh không hiểu ông Trump. Nhưng mà đó là chuyện nhỏ. Ok, chuyện tiền bạc ông dư giả rồi. Bây giờ tôi nói anh nghe là trong quỹ tranh cử ông là có hơn 120 triệu. Còn cái quỹ mà gọi là kiện cáo bầu cử là ông có 250 triệu. Chưa kể những thứ khác đó là vô số. Nhưng mà cái đó là đồ bỏ với ông Trump. Anh nhớ cái đơn mà ngày hôm qua, bây giờ tôi hỏi anh câu cuối cùng trong cái chuyện này quan trọng. Ngày hôm qua trong cái đơn ông bảo rằng là tôi là ứng cử viên hàng đầu năm 2024. Chúng nó định hại tôi này kia vân vân vân. Có người nói rằng khi ông Trump đưa này ra là ý ông Trump là coi như chặn đường tất cả những người khác trong Đảng Cộng Hòa đừng hòng mà ra, đặc biệt là ông Ron DeSantis. Anh thấy không? Anh thấy không? Tôi nói anh em, nó có cái sự kiện là bây giờ người ta ủng hộ ông nhiều hơn ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Và hôm qua anh cho tôi biết luôn là bây giờ ở Florida cái ông Ron DeSantis bây giờ là không bằng ông Trump. Hôm trước là hơn ông Trump, đúng không? Thưa anh, câu hỏi chót với anh, phải chăng đây là ông Trump nhắm mục đích không phải là vấn đề lập tư pháp, vấn đề luật pháp, mà đây là vấn đề chính trị để chặn đường tất cả những anh nào mà hăm he ra là đừng hòng để tôi ra đấu với lại ông U80 Biden? Câu hỏi chót cho anh, đúng không? Tại sao? Tôi nghĩ rằng là tôi hôm qua thì là ông Trump cũng có nói điều đó, và những người mà ở trong phe nhóm pháp lý của ông Trump cũng tiết lộ cho báo chí biết, khéo léo nói cho báo chí biết là ông sẽ sớm loan báo cái quyết định là có ra tranh cử hay không. Tôi thì tôi nghĩ rằng là bây giờ, ngày xưa thì tôi không nghĩ ông ra tranh cử, nhưng bây giờ tôi lại nghiêng về phía, mỗi một ngày tôi lại nghiêng về phía ông sẽ ra tranh cử nhiều hơn. Và bằng chứng tại sao tôi lại nói điều đó, ông Trump đã chính thức công khai nói rằng là bây giờ tôi là đứng nhất. Thành ra là họ tìm cách phá hoại, họ tìm cách ngăn cản, không cho tôi trở lại tòa với ông một lần nữa. Và như vậy thì thưa anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, rõ ràng ông sẽ loan, tôi tin rằng là ông sẽ loan báo quyết định ra tranh cử tổng thống là điểm thứ nhất. Và lúc đó là ông chặn đường của tất cả những người mà những khuôn mặt quen thuộc ở đảng của Đảng Cộng Hòa, và ngay cả của Đảng Dân Chủ luôn, chứ không phải là chỉ một mình Đảng Cộng Hòa. Thưa với anh Đỗ Dũng. Không, không, tôi phải hỏi chót, xin chót anh. Đảng Dân Chủ chắc chắn là nghe thấy ông ra là chạy hết rồi, ngoại trừ Joe Biden. Tôi nói với anh, Joe Biden chống gậy cũng ra nữa. Bây giờ mình bỏ Đảng Dân Chủ qua bên. Nhưng mà anh thấy Đảng Cộng Hòa không? Anh thấy không? Khi mà ông nói như vậy và anh để ý cái ngày 8 tháng 8 khi mà ông tuyên bố bị ăn hiếp á, ngay cả những đối thủ của ông trong Đảng Cộng Hòa vẫn phải bênh ông. Chưa từng thấy, anh công nhận không? Anh công nhận không? Và bây giờ tôi hỏi lại anh cái này mới quan trọng nè. Cái chuyện ông nộp đơn ngày hôm qua và ông nói tôi là ứng cử viên hàng đầu của năm 2024. Chắc chắn là ông chắc chắn là ra tranh cử. Nhưng mà người ta bảo rằng là ông làm vậy để clear luôn. Tức là mấy anh đừng có ra nữa, mất thời gian, tốn kém tiền các anh dồn hết cho tôi để tôi đánh Joe Biden. Có phải vậy không? Dạ vâng, đúng, câu trả lời là đúng, rõ ràng là như vậy. Thế là ông bảo đừng có mơ tưởng. Đó. Con đường rộng thanh thang là con đường mang tên. Coi như biến hết đi để coi như Đảng Cộng Hòa đề cử ông luôn. Sẵn vào tòa bài ốc năm 2024. Cái điều mà ông Trump đã nói và ngày hôm qua là trong cái đơn kiện thì người ta thấy rõ ràng, nó thể hiện rõ ràng cái điều đó. Thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi bây giờ tôi một lần nữa tôi dự đoán là ông Trump sẽ tuyên bố ra tranh cử. Không, cái đó thì chắc chắn là tuyên bố rồi, chắc chắn rồi. Nhưng mà ý tôi muốn nói đó là ông nói như vậy để tất cả những loại mà hăm he Liz Cheney, Ron DeSantis, Mike Pence là biến là mơn biến hết, đúng không? Dồn hết tiền cho ông. Tôi thì tôi nghĩ như thế này. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ là như thế này. Tôi nghĩ rằng là có lẽ là vẫn có những người của Đảng Cộng Hòa vẫn sẽ ra tranh cử tổng thống. Mặc dù họ biết rằng là họ phải đối phó với là một ngọn núi khổng lồ mang tên Donald J. Trump. Những người đó sẽ tiếp tục sẽ ra tranh cử tổng thống. Tôi nghĩ là ông DeSantis cũng sẽ tiếp tục cái con đường tranh cử tổng thống. Ông Mike Pence cũng sẽ tiếp tục con đường tranh cử tổng thống. Đó là hai người mà tôi nhìn thấy. Tức là mặc dù là ông Trump là một làm một cái vật cản khổng lồ, nhưng mà không có nghĩa là họ sẽ chấp nhận là để yên cho ông Trump, để ông Trump muốn làm gì mà thì làm. Đó là cái điểm mà tôi nhìn thấy đang đổ xuống. Anh ơi, hai ông đó cao lắm là được ứng cử viên phó tổng thống là hết mức, bảo đảm với anh. Bảo đảm dạ với vâng. Anh. Vâng.
Cảm ơn anh Khanh rất nhiều và nhiều cảm ơn quý vâng. Để người ta làm phó tổng thống. đúng rồi. Mà ông Trump cũng đã nói rồi, nếu mà chọn ông sẽ chọn Ron DeSantis làm phó tổng thống. Ông nói rồi. Yeah. À, đương nhiên. Vâng. Dạ. Cảm ơn anh Khanh rất nhiều và cảm ơn quý giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn gặp lại chương trình ngày mai. Dạ vâng, xin được cảm ơn Đỗ Dũng và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Người Việt TV.